tiên tử hạ phàm lại phải đi giặt đồ nấu cơm cho người ta. Đột nhiên Lục Vô Ngôn câu được con cá rồng vương 800 năm. Anh vô cùng kinh hãi, không mất miếng mồi nào, mà lại câu được yêu thú sắp hóa rồng hiếm có. Hai người còn lại cảm thán thịt con cá rồng này chắc chắn là vô cùng thơm ngon, nhiều dinh dưỡng, nhiều long khí. Ăn vào có khác gì linh đan tuyệt thế đâu. Vốn là ba thầy trò ngự kiếm phi hành, đến rừng Lạc Tiên tìm mẫu dịch đại địa, lại gặp phải yêu vương vạn năm, thiếu chút thì gặp nguy. Không ngờ là chớp mắt một cái yêu vương lại bỏ chạy. Bọn họ quay đầu lại nhìn thấy có hai người đang câu cá giặt đồ. Thế là liền lén quan sát họ. Lúc này tiên tử bỗng đang giặt đồ thì đập vào tay. Bàn tay nhỏ sưng lên như cái móng heo. Lục Vô Ngôn bôi thuốc cho cô, nói cô đúng là vụng về. Nam tử này thấy hắn không có chút linh lực nào vận chuyển trong người, chỉ là phàm phu tục tử mà thôi, liền định đuổi bọn họ đi chỗ khác. Lúc này bỗng có cá cắn câu, câu lên được một con cá rồng vương ngoan. Lục Vô Ngôn xách con cá lên than thở, mày nhỏ quá rồi, đúng là không bỏ. Quay đầu hỏi túi khóc có muốn ăn cá không. Tiên tử hét lên, ai là túi khóc chứ, con cá này quá xấu, nhìn đã thấy không ngon rồi. Lục Vô Ngôn nhìn lại thì đúng xấu thật, liền ném trở lại. Người kia thấy bọn họ chê bai vật quý như vậy, liền hét lên, đừng ném đi, cho tôi thử miếng. Tiên tử chỉ vào người phía sau Lục Vô Ngôn, thấy hơi kỳ lạ. Thế là ông lão lập tức ra mặt, cung kính chắp tay, mạo phạm rồi, Thiên Lôi Tông có việc cần làm ở nơi này, ngày khác chúng ta sẽ mang lễ đến tận nơi tạ ơn, mong mọi người thông cảm. Lục Vô Ngôn chậm chạp ngáp một cái, khiến ông lão tức muốn nổ đầu. Thế là lập tức tụ Thiên Lôi lại, muốn cho Lục Vô Ngôn biết thế nào là núi cao có núi cao hơn. Chỉ thấy Lục Vô Ngôn giơ tay phải lên, chỉ đánh một kích nhẹ nhàng, đã tách hồ nước ra làm hai nửa. Ông lão vừa nhìn thấy đây là chưa dùng tay làm kiếm xẻ đôi nước hồ. Lục Vô Ngôn lạnh mắt nhìn, chỉ nói một chữ cút. Ba thầy cho Thiên Lôi Tông trốn sau tảng đá. Đồ đệ hỏi sư công phải làm gì đây, chẳng lẽ là cứ thế đi về sao? Sư công cắn răng, bảo đồ đệ mau đi mời Thái Thượng Lão Tổ xuất quan. Nữ đồ đệ nói, chỉ là phàm nhân thôi sao phải mời đến Lão Tổ. Theo như con thấy thì Thiên Lôi 12 vệ liên thủ lại, thêm cả kiếp lệnh tiên bảo, đối phó với hắn là đủ rồi. Ông lão liền nói, chuyện mẫu dịch đại địa không được phép có sai sót, không thể để những tông môn khác giành trước, vẫn là đề cao an toàn. Đến lúc đó có Lão Tổ ở độ kiếp cảnh tọa chấn, Thiên Lôi 12 vệ yểm hộ, lại thêm cả kiếp lệnh bảo Lôi Thượng Tiên, cả ông trời cũng phải né qua một bên. Lục Vô Ngôn cầm miếng ngọc tùy nguyên vẹn lên, sao ngay cả thủy linh yêu cũng không câu được, xem ra mày bị chiều hư rồi. Lúc này tiên tử Tiểu Bạch hỏi hắn, đã câu 3 ngày rồi, muốn câu đến bao giờ nữa? Hắn nói, câu được rồi sẽ đi. Sau đó chỉ sang bên cạnh nói, cô muốn đi nặng thì sang bên đó đi. Tiểu Bạch xấu hổ đỏ mặt, ai muốn đi nặng chứ. Rồi lại bắt đầu rảo biện, mọi người đều biết là tiên tử không cần đi nặng, chẳng qua ăn đồ ở phàm trần nên mới thế thôi. Lục Vô Ngôn nói, mặc kệ cô làm gì, đừng phiền tôi là được. Tiên tử tức giận, nếu không phải là ngươi lấy lục tiên điệp của ta thì ta sớm đã quay về tiên giới, chờ ta quay về rồi sẽ kiếm người đánh ngươi đến mức mẹ ruột cũng không nhận ra. Lúc này Lục Vô Ngôn lập tức quay sang lạnh mắt nhìn cô, sau đó ghé sát lại gần cô, mặt Tiểu Bạch lập tức liền đỏ lên. Cô xấu hổ vội cúi đầu né tránh, hắn lại nâng cằm của cô lên nhìn thẳng vào mắt. Tiểu Bạch nghĩ trong đầu, rõ ràng là hắn rất ghét, nhưng mà mạnh bạo như vậy ta phải làm sao đây. Lục Vô Ngôn lại lạnh nhạt nói, có phải cô ăn gì đau bụng không? Tuy rằng đồ ăn ở phàm giới rất ngon, nhưng cũng không được ăn quá nhiều. Tiểu Bạch tức nghiến răng, thiên sát cô tinh nhà ngươi, ta nguyền rủa ngươi cả đời không tìm được bạn gái. Ba thầy trò kia vẫn nấp phía xa quan sát. Nữ đồ đệ tức giận hét lên, ban ngày ban mặt không biết xấu hổ, ân ân ái ái cho ai nhìn chứ, bởi vì ba người này đã độc thân mấy trăm năm rồi. Lúc này bỗng trên trời giáng sét xuống, Thiên Lôi 12 vệ cưỡi ngựa đạp gió đi đến, gây ra hiện tượng lớn như vậy giống như tiên nhân. Ba thầy trò lập tức cung nghênh quỳ lại, chỉ thấy một đứa bé 8 tuổi đi từ trong kiệu ra, xoa tóc ông lão, cho rằng công lao tìm kiếm mẫu dịch đại địa không thể không công nhận, liền định thu ông về làm đạo đồng chuyên phủi bụi cho kinh thư, hỏi ông có nguyện ý không. Ông lão lập tức chắp tay dập đầu cộp cộp cảm tạ, nghĩ trong đầu có thể làm đạo đồng cho lão quái vật, chỉ cần tùy ý chỉ dạy là đã giúp ông mấy nghìn năm tu vi, đúng là một món hời lớn. Lão Tổ hỏi ba người có phải đã gặp phải cản trở gì hay không. Ông lão liền chỉ tay sang hai người bên kia hồ, ông ta khuyên nên đàm phán thử xem đã, người này chỉ cần một ngón tay đã xẻ được nước hồ ra làm đôi. Lão Tổ hừ lạnh một tiếng, đàm phán đúng là coi thường thủ đoạn của ta, cho dù là yêu vương hóa hình vạn năm cũng chỉ cần một cái chớp mắt thôi. Tả Khâu của Thiên Lôi 12 vệ bái kiến, chỉ là một tiểu yêu cần gì phải lão tổ nhọc lòng, tôi nguyện thay ngài ra tay. Lão Tổ nhìn sang rồi nói, vậy thì giao cho ngươi đi. Tả Khâu một bước đạp lên không trung, năng lượng sấm sét xuất hiện, tia lửa điện bao quanh người. Sau một hồi đánh đấm, hai người lại ngồi bên hồ câu cá tiếp. Tiểu Bạch bỗng quay sang hỏi Lục Vô Ngôn, sao trời lại âm u rồi? Hai người yên tâm vừa câu vừa nói chuyện, không chừng là sắp có nguy hiểm xuất hiện. Tiểu Bạch ở bên hồ bị một cây gậy chọc cho ngứa ngáy, Lục Vô Ngôn liền ra tay đỡ lấy, tư thế này hơi bị thân mật quá thì phải. Tiểu Bạch lập tức đẩy hắn ra, quay đầu đi nói, cái gậy rách này đúng là quá nặng,
Lục Vô Ngôn ngại ngùng, quên mất cái thiên văn côn này nặng như quả núi. Chỉ có ở trong tay ta mới là một binh khí dễ điều khiển thôi. Sau đó hắn đứng lên định đi làm gì đó ăn. Một khắc sau Tiểu Bạch vẫn ngồi ngốc soi bóng mình dưới hồ, sao mãi không thấy quay lại vậy? Đột nhiên đầu bị đập một phát, Tiểu Bạch cúi đầu nhìn là một quả quýt. Lúc này Lục Vô Ngôn cầm thanh trúc cùng với quả quýt quay về. Hắn bóc quả quýt ra, cho vào miệng ăn thử, chỉ thấy gương mặt của Tiểu Bạch tự nhiên nhăn nhó, sau đó vứt quả quýt xuống đất kêu chua chết đi được. Lục Vô Ngôn lại chê cô không hiểu hàng, quả kỳ lân này là thứ tốt lắm. Sau đó liền đưa thanh trúc qua, Tiểu Bạch nhìn xuống, hắn vậy mà lại làm một cây cần câu cá cho cô. Thế là cô cũng vui vẻ cầm cần câu vung hai phát thử xem. Sau khi điều chỉnh phương hướng rồi thì vút một tiếng, thành công ngoác lưỡi câu vào sau eo mình, lực quán tính lập tức kéo cô xuống dưới hồ. Tiểu Bạch vội kêu cứu, Lục Vô Ngôn thấy thế thì mặt ghét bỏ, đúng là đồ ngốc. Sau đó thì vung cần câu của mình ra, thành thạo quấn ngang người cô, Tiểu Bạch sợ hãi túm lấy sợi dây rồi khóc hu hu. Đúng lúc này, dưới nước bỗng nổi lên một đám khí đen xông về phía Tiểu Bạch. Lục Vô Ngôn cười lạnh một tiếng, chờ đợi nhiều ngày cuối cùng cũng đến rồi hả? Đột nhiên Tiểu Bạch bị dịch thể không biết là thứ gì quấn lấy cả người, liền sợ hãi hét lên, đây là cái gì thế, mau cút mau cút. Lục Vô Ngôn thấy thời cơ đã chín muồi, hai tay dùng sức phun ra tung Tiểu Bạch lên không trung. Sau đó Tiểu Bạch vững vàng đáp đất. Lục Vô Ngôn lại nhìn chằm chằm quái vật, vậy mà lại là yêu vương thủy linh đã tu hành vạn năm rồi. Hắn cười lạnh một tiếng, bắt ta đợi nhiều ngày như vậy, ngươi đúng là to gan. Yêu vương thủy linh thấy có người phá hoại, phẫn nộ đòi ăn thịt người ta. Chỉ thấy Lục Vô Ngôn hít mạnh một hơi, sau đó hét lên một tiếng đánh bay yêu vương, sau đó rơi cái rầm xuống đất mất hết sức chiến đấu. Yêu vương nhìn Lục Vô Ngôn mà sợ đến run rẩy, sau đó dần lùi về phía sau, một giây sau đã quay người lại chạy vội như bôi dầu dưới chân. Lục Vô Ngôn thấy nó muốn chạy liền xoay gậy, một phát phóng người ra như cung tên, bay lên không trung nhắm đúng vị trí, rồi một gậy đánh xuống ngay đầu. Yêu vương đau đến rớt nước mắt, sau đó Lục Vô Ngôn ngồi xuống xoa đầu nó nói, giúp ta làm một chuyện, sau khi xong việc sẽ thả ngươi đi. Tiểu Bạch thấy thế thì cảm thán, đây đâu phải việc mà tu sĩ bình thường có thể làm được. Đột nhiên mấy mảnh vỡ màu xanh rơi dưới đất động đầy, dọa cho Tiểu Bạch hét lên, tránh ra đứng có lại gần đây. Lục Vô Ngôn lúc này đang ngồi trên đầu yêu vương bảo cô mau lên đây. Cô vẫn đang cảm thán, con này to quá, sau đó vung tay hỏi, ta lên thế nào được. Thế rồi dịch thể màu lam di chuyển quấn lấy người Tiểu Bạch, sau khi lôi đến bên yêu vương thì tạo thành một bong bóng khí bọc cô lại, rồi bắt đầu nổi lên phía trên. Cô ở trong bong bóng khí ngốc nghếch bịt mũi nín thở, thiếu chút tự nín thở đến chết, may mà bóng khí cuối cùng cũng vỡ ra, nhưng lại khiến cả người cô dính. Lục Vô Ngôn nói, đây là nước kết tinh thôi, uống cũng không sao. Đột nhiên hai người chậm rãi chìm xuống trong người yêu vương. Tiểu Bạch sợ hãi vội ôm lấy Lục Vô Ngôn, bóng khí nhập lại thành một cái to bao lấy hai người bên trong. Thế rồi yêu vương liền đưa họ xuống dưới hồ, hai người ọc chìm xuống nước, một lúc sau đã xuống đến đáy hồ. Lục Vô Ngôn đột nhiên ngửi thấy một mùi gạo thơm, nhìn sang thì thấy thứ đồ tốt đang ở trước mắt rồi. Thế là hai người liền bước từng bước lớn tiến vào. Tiểu Bạch sáng mắt, đây là thứ gì ngon thế, thơm nồng nàn luôn. Lục Vô Ngôn bình tĩnh lấy bình từ trong người ra muốn đựng, sau đó khống chế bình sứ hứng từng giọt mẫu dịch đại địa. Một lúc sau hắn cầm bình đưa cho Tiểu Bạch nói, cuối cùng cũng giải quyết được vấn đề ăn uống của cô. Tiên tử Tiểu Bạch tuy rằng không có gì thần thông nhưng thể chất lại bất phàm, đừng nói đến thức ăn ở trần gian, ngay cả những linh vật bình thường cũng có thể khiến tĩnh mạch bị tắc, chỉ có vật thiên tài địa bảo ở cấp bậc này mới có thể hấp thu trôi chảy, cũng lợi ích rất lớn đối với cơ thể. Tiểu Bạch sáng mắt nói với hắn, không ngờ là ngươi cũng có lương tâm phết. Lục Vô Ngôn quay người nói, đi thôi. Tiểu Bạch hỏi, đi đâu? Về sơn môn gặp sư huynh.